đang thấy đau đâu. Đêm một ngày từ có một bữa tới đêm tới 12 giờ. Mà sáng hôm sau nó có nó đi liền rồi. Quay chị ra bạn chứ đi. Chờ chị tí. Đi đều nha, nó đang gom, còn em không đi cũng không được đâu nha. Đi đều vậy, để em đi đều. Không gì vui. Thích cười được không? Thế gì? Chứ bình thường em không xài tẩy trang luôn hả? Chứ không chị. Để hôm nay mua, bữa trước em chưa mua. Ừ, mua tẩy trang về xài nha. Không phải là do dùng thuốc nó xài, nhưng mà kiểu da em nó dầu nhiều ấy. Chà. Em xài thì nó sẽ sạch hơn. Em chỉ có sự rửa mặt với dưỡng ẩm với đường đen thôi. Riêng chán nó hết mụn rồi. Nhưng cái dưới má nó vẫn còn nhiều thôi chứ. Má nó còn mụn viêm. Ừ, nó viêm nhiều chứ không biết. Hết mấy cái viêm mà nó là được không? Ảnh em còn quá trời luôn á. Ý là mấy cái viêm mà nó mới nổi đây luôn á hả? Mới, hơn tuần, chắc gần tuần. Hai bữa trước lấy về là bình thường là đúng không? Đúng rồi vậy. Không hiểu vì sao nó lại viêm này.
Dịch người lên xíu kia.
phần bông khác đi em, bông mình nó cứng quá.
nên chạy ấy thì không chỉ trước đi chơi. Bây giờ chưa hết nữa mà nó như vậy. Ừ.